Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, bộ phận không khí lạnh rất mạnh ở phía nam lục địa Trung Quốc đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Đến khoảng đêm nay 21 tháng 1, bộ phận không khí lạnh rất mạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc vùng núi phía bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nên ở Bắc Bộ có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa và dông. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra. Sự tác động trực tiếp bởi không khí lạnh này làm cho khu vực này mưa và nhiệt độ giảm mạnh. Thời tiết này sẽ còn duy trì trong vài ngày tới. Từ ngày 23 tháng 1, nhiều khả năng ở vùng núi cao sẽ xảy ra băng giá và mưa tuyết. Tuy không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch trong những ngày cuối tuần, nhưng chắc chắn vẫn sẽ thu hút một lượng lớn du khách, nhất là các bạn trẻ tìm đến để khám phá cảnh tượng hiếm hoi này. Với những ai không muốn đi xa nhưng lại yêu thích nét văn hóa đặc sắc của vùng cao Tây Bắc, có thể tìm đến với Hội Xuân Bính Thân năm 2016, diễn ra từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2016 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, với các hoạt động văn hóa đặc sắc như chợ tình Sapa Lào Cai, chợ tình Khâu Vai Hà Giang cùng với các trò chơi lễ hội đặc sắc của người dân vùng cao Tây Bắc. Ngoài ra, du khách còn được ngắm nhìn những gian nhà tre mái lá, ngựa thồ, thổ cẩm, các trang phục dân tộc, thưởng thức những món ăn ngon mang đậm bản sắc truyền thống của người vùng cao. Do thời gian chịu ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh có phần hơi chậm hơn một chút so với các tỉnh Bắc Bộ, nên khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 1 nhiều khả năng xuất hiện rét đậm trên diện rộng. Thời tiết vẫn duy trì xấu, không thuận lợi trong hoạt động ngoài trời và du lịch trên đất liền và huyện đảo vì sóng gió trên biển cũng sẽ mạnh dần lên. Với khu vực phía Nam, từ Đà Nẵng trở vào cho tới khu vực Bình Thuận trong đêm nay và ngày mai, ở phía Nam khối không khí lạnh tăng cường nên trời sẽ chuyển nhiều mây hơn nhưng ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ trong ngày thay đổi không nhiều và khá thuận lợi cho hoạt động ngoài trời cũng như là du lịch của du khách. Đối với các khu vực thuộc Tây Nguyên thì trong đêm nay và ngày mai thời tiết ít thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa nên khá thuận lợi cho hoạt động du lịch. Còn tại Nam Bộ, ở tương đối xa về phía Nam của khối không khí lạnh tăng cường nên trong đêm nay và ngày mai trời có phần nhiều mây hơn nhưng không có mưa, ban ngày thì có nắng. Tình trạng nắng nóng ở khu vực các tỉnh miền Đông thì sẽ có phần giảm bớt. Thời tiết tốt sẽ còn kéo dài đến những ngày cuối tuần, tuy nhiên nền nhiệt sáng sớm tại các tỉnh phía Bắc miền Đông thì sẽ giảm nhẹ và trời se lạnh. Nối tiếp bản tin ngày hôm nay là phần dự báo về thời tiết cho các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo. Mời quý vị theo dõi. Khu vực Tây Bắc trời chuyển nhiều mây, có mưa, trời rét, có nơi rét đậm. Do vậy mà hoạt động ngoài trời cũng như du lịch sẽ khó khăn hơn. Tại Sapa, nhiệt độ từ 6 cho tới 12 độ. Tam Đảo nhiệt độ từ 6 đến 11 độ, còn Điện Biên nhiệt độ dao động từ 11 cho tới 21 độ. Khu vực Đông Bắc, thời tiết khu vực này cũng chuyển nhiều mây, có mưa, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại các điểm du lịch như Hà Giang, Vịnh Hạ Long và thành phố Hải Phòng hầu như không vượt quá 17 độ. Khu vực miền Trung phía Bắc đèo Hải Vân, đêm nay và ngày mai trời nhiều mây, có mưa và trời chuyển rét. Sầm Sơn nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, Phong Nha Kẻ Bàng nhiệt độ dao động từ 14 cho tới 18 độ. Còn tại Huế là từ 16 đến 19 độ. Khu vực miền Trung phía Nam đèo Hải Vân, thời tiết khu vực này cũng chuyển nhiều mây hơn, có mưa, đêm và sáng trời lạnh. Tại Đà Nẵng và Hội An thì nhiệt độ dao động từ 20 cho tới 26 độ. Riêng vùng núi cao Bà Nà, nhiệt độ trong ngày chỉ từ 14 đến 20 độ. Khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, thời tiết tiếp tục thuận lợi trong hoạt động ngoài trời cũng như du lịch. Với tiết trời phổ biến có mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nên nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng 22 cho tới 32 độ. Tuy nhiên trong những ngày tới thì chế độ sóng gió trên biển cũng sẽ mạnh dần. Do vậy mà hoạt động du lịch biển đảo bằng tàu thuyền quý vị cần chú ý. Khu vực Tây Nguyên, thời tiết khu vực này cũng sẽ chuyển nhiều mây, có mưa, ngày nắng gián đoạn. Tiết trời trong ngày mát mẻ, nhìn chung thời tiết vẫn thuận lợi cho du lịch khám phá cảnh đẹp vùng cao Tây Nguyên. Tại Pleiku nhiệt độ từ 17 cho tới 29 độ. Buôn Ma Thuột nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Còn tại Đà Lạt, nhiệt độ chỉ từ 11 cho tới 24 độ. Với khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, thời tiết tiếp tục thuận lợi cho hoạt động ngoài trời cũng như du lịch của du khách. Tại Tây Ninh, nhiệt độ từ 23 cho tới 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 25 đến 33 độ, còn U Minh là 25 đến 31 độ. Tại hai điểm du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo, thời tiết phổ biến ít mưa, tuy nhiên chế độ sóng gió trên vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, bao gồm Côn Đảo sẽ mạnh lên trong những ngày tới, không thuận lợi cho du lịch bằng tàu thuyền. Trong khi đó, ở Phú Quốc thời tiết tốt, gió có cường độ không mạnh nên du lịch biển đảo nơi đây sẽ thuận lợi hơn cả. Nhiệt độ trong ngày trên cả hai khu vực này đều không vượt quá 30 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.